Hello em, hôm nay trên tay mình đây là một cái tai nghe mình nói price performance BB quá tốt luôn. HE400i 2020. Cái bản này là cái bản của HiFiMan, là thay đổi thiết kế chút xíu, driver vẫn giống cái HE400i hồi xưa. Bạn nào nhớ thì HE400i hồi xưa nó giá đến 11 triệu luôn. Second hand thì cũng không có cái giá 5 triệu như con 2020 mới này đâu. Mà đã vậy con mới này full box, full phụ kiện luôn. Mới 100%. Ở đây phải bảo hành 1 năm nữa, yên tâm nha. Rồi, một chút xíu về cái thông số kỹ thuật đó các bạn cần quan tâm á. Thì đây, cái này là trở kháng này, impedance là 35 ohm. Thì nó cũng không quá cao thực sự, bởi vì những cái tai nghe planar magnetic á, các bạn để ý thấy nó sẽ cái trở kháng nó không quá cao. Nhưng phần dưới đó là độ nhạy rất thấp, 93 dB. 93 dB thì các bạn cần có một cái amplifier tương đối khỏe chút xíu. Thực sự thì mình khuyên tốt nhất công suất của nó tại 32 ohm nên lớn hơn là 1W, khoảng từ 1W rưỡi, 2W thì tốt nhất 4W, ok. Rồi, mở hộp ra nha. Đây là cái điểm khác biệt nhất của 2020. Nhìn thấy giống như một cái tai nghe hoàn toàn khác luôn á. Nè, đây là cái logo, đây là cái model của nó, HE400i. Bên này là logo HiFiMan. Ở mặt bên trong này á, là có LED fry cho các bạn luôn nha. Nên các bạn cứ yên tâm là không biết đeo chiều này thì cứ mở bên trong coi. Điểm mà dễ cho anh nhận thấy nhất thay đổi đó, đầu tiên là gì? Cái màu sắc toàn bộ con này luôn, nó là màu đen. Màu đen nha. Còn đời trước đây 2400i thì mình nhớ không nhầm á, cái headband của nó với cái khung này này nó là màu xanh và trọng lượng nó rất là nặng. Con này mình cầm lên thấy nhẹ, nó không có chắc tay như con hồi xưa nhưng mà đeo mình cầm thấy ok, nhẹ cỡ như con Deva á, nói chung là tốt. Thứ hai nữa đó là gì, đây cái phần headband này các bạn nhìn thấy không, cái đệm này rất là dày, nó dày thành ra nó rất là thoải mái, nó không cảm giác nặng như con 2400i hồi xưa nữa. Rất nhiều bạn hồi xưa nói là 2400i đeo thời gian là nặng, con này thì không đâu. Cái điểm anh thích nhất của con 2400i mới luôn đó là cái đầu connector này nè, cái đầu này là đầu 3.5. thì cái đầu 3.5 này các bạn có thể dễ dàng thay thế, nói chung tìm một cái dây hư connector thay lại thôi, không có vấn đề gì hết, hoặc là tìm một cái dây thay thế rất là dễ. Hồi xưa HiFiMan sử dụng một cái đầu connector dạng xoắn, cái đầu đó mà gãy một cái là các bạn phải sửa là một này, nếu mà hết linh kiện sửa nó coi như chúc bạn may mắn. Thực sự rất là khó kiếm, thì cái đầu 3.5 này dễ dàng hơn, dễ thay đổi hơn, dễ mua hơn, tốt hơn nhiều. Đây là cái dây của chúng ta, cái dây 3.5 dài chắc cỡ 1m2 á. Hai cái đầu này là hai đầu connector này. Đó, hai đầu connector 3.5. Thì nếu các bạn hư cái đầu gì đó thì các bạn chỉ cần thay thế thôi, thay một đầu 3.5 thường là cắm vô xài thoải mái. Tại cái đầu này nó cũng sẽ có một cái nữa, đó là các bạn có thể thay đầu này là đầu balance. Này mod lại được nha. Hãng nó cho là 3.5 single end thôi, một cái đó ta chuyển 6.3. Nhưng mà các bạn vẫn có thể cắt ra, nếu bạn muốn thay 2.5, 4.4 gì đó thì vẫn thay được nha. Mình thực sự chưa nghe thử qua nhiều, mình chỉ mới nghe impression đầu tiên thôi. Thì cảm giác đầu tiên của mình nó vẫn giống cái con HE400 hồi xưa. Nó vẫn mang cái nét ngọt, quyệt, tối, dễ nghe. Bạn nào đã thích HE400i hồi xưa rồi, hoặc là đã từng nghe con đó và thấy thích nhưng mà không có đủ điều kiện mua thì đây, con này 5 triệu quá thơm, quá rẻ. Kèo này thì nếu mà các bạn muốn nghe thử thì các bạn có thể ghé trực tiếp 14 người Maya giùm mình nha. Cái đó có ở đó, có sẵn hàng nghe thử luôn. Rồi, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Chào mọi người. Nhớ like, subscribe nha.